Chào các bạn, có một cái nhận định về một chuyên gia trong cái lĩnh vực tiền điện tử như thế này. Việc xây dựng một cái hệ sinh thái và cái sự tham gia của các cái nhà phát triển là những cái chỉ số hàng đầu để đánh giá cái việc tạo ra giá trị của một cái mạng lưới tiền điện tử. Nói chung thì việc các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng mang lại cái giá trị cho người dùng ở cuối cùng ấy thì sẽ có cái sức hút với khách hàng lớn hơn với cái dự án tiền điện tử đó, thì từ đó thì lại tác động ngược lại là sẽ thu hút thêm được nhiều nhà phát triển hơn để lao vào đầu tư cái dự án tiền điện tử tiềm năng đó. Thì như vậy có thể nói rằng là việc một dự án tiền điện tử sống còn hay không nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái hệ sinh thái và những cái ứng dụng mà được áp dụng ở trong cái mạng lưới tiền điện tử đấy. Thì các bạn có thể thấy được cái con số thống kê về cái cuộc thi hackathon mạng Pi năm 2023 tới thời điểm hiện nay gọi là vẫn đang diễn ra các bạn nhé, là đã có 5.300 các cái đội nhóm hoặc là các cá nhân tham gia. Thì để so sánh với các cái mạng tiền điện tử khác, số lượng nhà phát triển tính đến cuối năm 2022 như sau. Mạng Ethereum là một trong những cái mạng lưới tiền điện tử mà có cái số lượng ứng dụng được cho là lớn nhất hiện nay, thì cũng mới chỉ đạt đến cái con số là 5.600. Mạng Solana là 2.250, Polkadot là 2.000, Polygon thì là 1.200, và cuối cùng trong cái nhóm năm top 5 này là Bitcoin là 1.000. Thì các bạn có thể xem được, nhìn vào cái số liệu đấy thì các bạn có thể so sánh được rằng vị trí của Pi Network, những cái ứng dụng của mạng Pi Network nó so với lại cái top 5 cái ông lớn nhất về cái số lượng ứng dụng cho một cái loại tiền điện tử tính đến cuối năm 2022 nó như thế nào. Đó các bạn xem, một cái dự án mà chưa lên mainnet đấy, so với các cái dự án thuộc loại là đình đám nổi tiếng trên thế giới hiện nay, thì cái số lượng ứng dụng của Pi Network nó là ngang tầm với lại Ethereum rồi, chỉ còn kém khoảng vài trăm nữa thôi. Nhưng mình nghĩ khi đến khi kết thúc cái cuộc thi hackathon thì con số này nó còn có lẽ nó sẽ phải tăng chứ không phải là 5.300. Đó, 5.300 của Pi Network so với 5.600 của Ethereum thì nghe thì có vẻ là ít hơn, nhưng mà với những cái gì mà Ethereum xây dựng được đã hàng bao nhiêu năm so với lại Pi Network mới còn chập chững, còn chưa được khai sinh, thì chúng ta thấy được cái quy mô của dự án Pi Network, những ứng dụng của mạng Pi Network nó mạnh và nó lớn như thế nào đấy, so với lại mạng Ethereum. Đấy là cái đồng coin top 2 trên sàn điện tử hiện nay. Thế cho thấy được rằng là cái hệ sinh thái của Pi đang là một cái hệ sinh thái có lẽ là không có đối thủ ở trong số những cái dự án tiền điện tử có mặt trên thị trường hiện nay, và hứa hẹn là Pi Network sẽ có thể là một cái dự án gây đột phá và có thể sẽ thậm chí là có sẽ kết liễu được những cái đồng tiền mà đang có mặt trên thị trường tại thời điểm hiện nay. Do đó thì mình đánh giá cao những cái bước đi và cái cách thức thực hiện của dự án Pi Network. Chúng ta cùng chờ đợi những cái điều bất ngờ sẽ được diễn ra trong cái thời gian tới, tháng 3 này thôi các bạn nhé. Ok, các bạn có thể follow kênh chúng mình để có thể nhận được những cái thông tin mới nhất về dự án Pi Network cũng như là các dự án tiền điện tử khác. Xin chào và hẹn gặp lại.